Sao con? Càng ngày càng đẹp trai ta. Cái chuyện đó con biết đâu rồi chú. Trời ơi, biết đâu sao? Khen là chuyện nhỏ thôi. Sau những mùa thi bạn thực tài thì con thấy tình hình đi biểu diễn khán giả nhận ra mình nhiều chưa? Dạ rồi. Bắt đầu nổi tiếng chưa? Dạ, dạ cũng lâu rồi. Không, tham gia chương trình rất là có lợi cho các bé. Còn bây giờ thì chúng ta trở lại để giành lấy giải thưởng 100 triệu đồng. Yes. Minh Khang sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Và bây giờ, thời gian dành cho con bắt đầu. Bạn có thật sai. Lumino như vậy là phải tắt hết đèn mới thấy hiệu quả của những cái mà Lumino đó và hiểu được bạn này muốn làm cái gì. Nhưng cái vấn đề ở đây nè là anh đã theo dõi Minh Khang biểu diễn rất nhiều lần, cái thế mạnh của bé là hát. Đúng rồi, đúng rồi. Không, ý nói là mình đang nói là mất cái hiệu quả ở đây về những cái tiết mục này. Thứ nhất là tôi không bị nhanh Minh nhí vì tôi không nhìn sân khấu, tôi nhìn cái màn hình. Thì tôi không thấy cái chuyện là ảnh hưởng gì cả. Tôi hoàn toàn thấy đấy là một cái tiết mục mà tôi hiểu cái ý đồ, chứ không bị phân tâm về cái chuyện là nhìn thấy những cái diễn viên phụ. Tuy nhiên, phải nói thật như thế này, tôi đã xem cái tiết mục tương tự như thế này và được giải nhất ASEAN Got Talent của một nhóm Philippines biểu diễn. Thì họ cũng là cái bóng như vậy, nhưng mà họ có một cái nội dung rất là hay về cái bảo vệ thiên nhiên. Thì ở đây thì nó không phải như vậy, nó chỉ là cái phô diễn cái sự khéo léo thôi, còn nội dung nó không rõ. Nhưng cái chuyện đấy tôi cũng bỏ qua. Tôi chỉ nói một điều thế này thôi. Những cái tiết mục này á, theo tôi nghĩ á, thì cái công lao ấy lại thuộc về người đạo diễn, chứ lại không thuộc về người diễn viên. Có nghĩa rằng là cái đầu nó chuyển như thế nào thì các cái giấy phượng là nó là cái người dàn dựng. Trong khi đó ở đây thì em chỉ là một người diễn viên. Tất nhiên em là diễn viên chính, nhưng mà em lại không phải là bây giờ chấm cái tiết mục này mà cho em điểm nhất á. Thì tôi cảm thấy nó không đúng. Nó giống như là cái bộ phim ấy, nó có giải của diễn viên và có giải của cái phim. Thì ở đây thì cái phim á, là cái tiết mục thì nó hay, nó được. Nhưng mà ở đây thì em chỉ là diễn viên trong đó thôi.
Anh Hoàng nói là không ảnh hưởng nếu mà đèn không ấy, là em không đồng ý với anh không là ảnh hưởng chứ anh. Thấy hết trơn cái phần sao mà anh nói không, sao không ảnh hưởng. Nhưng mà là nó sẽ không để cho khán giả tập trung để không hiểu được cái câu chuyện. Nhưng mà anh Minh nhớ thế này này, cái chương trình này suy cho đến cùng thì chúng ta không quan trọng. Quan trọng là phải có xem TV. Biết rồi, đúng rồi. Anh là xem TV mà hàng triệu người xem TV thì họ không nhìn như chúng ta, họ nhìn cái TV thì tôi thấy nhìn trên TV là được. Vậy mình ngồi đây để làm gì anh? Không, mình nhìn đây là mình ngồi đây để mình làm ban giám khảo thì mình phải theo dõi chứ. Nhưng mà đôi khi mình phải đặt mình vào địa vị của khán giả vì mình biết cái hiệu ứng của TV. Biết rồi, nhưng mà bây giờ em ngồi đây em coi đây em không có thấy nó không có rõ. Bởi vì mình là những người có nghề chứ mình hiểu cái hiệu ứng TV như thế nào. Chứ mình cũng giống như thế này, mình nhìn đây nhá, mình nhìn khán diễn viên là ở bên sườn không. Trong khi những người khán giả thì họ nhìn cái TV là chính diện. Em đồng ý với anh, phần trước đúng em không đồng ý. Bây giờ phải cho cái bên đây nè, cái người này nè, nói về tài năng của bạn này. Mấy cái động tác con làm được, nhưng mà nó hơi khó vì lúc nãy hơi tối. Và trong cái bài này thực sự cái động tác không phải là cái chính, cái effect là cái chính đúng không? Nhưng mà chú Huy hơi tiếc vì tại lúc nãy nó còn sáng trong phòng thì chú Huy mất một số hình ảnh trong cái mấy cái effect của con. Nói đơn giản thì nguyên cái bài này đối với chú Huy nó chưa rõ. Mấy bài của con rất là hay. Tuy nhiên đây là một cái chương trình truyền hình. Mà truyền hình nếu mong tắt tối thui hết thì không quay được. Còn nếu con diễn ở sân khấu, con có thể yêu cầu tất cả khán phòng tối thui để con biểu diễn, khán giả dưới ngồi xem. Tuy nhiên đây là truyền hình phải quay, mà phải quay thì phải có đèn mấy anh quay phim mới quay được. Tôi đồng ý với ý kiến Lê Hoàng bởi vì khán giả xem qua TV. Cái lỗi effect này không phải lỗi của con. Và mọi người ở đây đang coi con có tài hay không chứ đúng. Còn effect là hoàn toàn không phải lỗi mà chính là chính xác trên phương diện của con thôi. Và cô thấy là con nhảy rất là tốt. Đúng, cô Vân cũng đồng ý với cô Phương Thanh luôn. Ở đây cái lỗi của ánh sáng, lỗi của tất cả mọi thứ không phải lỗi của con. Và cái vấn đề mà đạo diễn dàn dựng giỏi hay là không giỏi đó cũng không có thuộc vào cái phần của đúng con. Đúng rồi. Mà ở đây chỉ xét là con làm cái bài nhảy này có tốt hay, hay không? Hay là không? Thì ý kiến của cô Vân là hay. Ok. Hay. Rồi, cảm ơn bà giám khảo chuyên môn rất là nhiều. Còn bây giờ mỗi người một ý kiến trong nghệ thuật, có thể có những ý kiến trái ngược chiều nhau. Chúng ta sẽ cho điểm theo ý kiến chủ quan của mình. Cát Tường 9.5, Hồng Vân 10, Huy Trầm 9, Phương Thanh 10, Lê Hoàng 9, Huy Oanh là 9.5, Minh Nhí 10 điểm. Chú nói thiệt chú vẫn tiếc không à? Hát mới là cái thế mạnh của con hát không, con nhảy không. Dễ thương lắm con bỏ vậy đó. Không được, bây giờ cháu nó có hai khả năng, nó muốn thi gì nó thi chứ đúng không quý mà... vị nhưng mà đêm chung kết thì mình phải đưa cái gì hay nhất đúng không? Đúng rồi, mình mới lấy giải được. Nhưng cô mà cũng tiếc cái đó, phải đặc sắc nha chứ không phải là dở nha. Cũng đặc sắc của con, đây là một cái ý tưởng lạ chứ không phải ở là ở đây không phải là thể nghiệm mà một đêm để mình đi tìm giá trị giải thưởng 100 triệu đồng, không có thể nghiệm ở đây. Chú Linh nghĩ rằng con không có bao giờ đem tiết mục này đi diễn thường xuyên đâu, mà con hát là thường xuyên. Khán giả vẫn thấy một Minh Khang vừa nhảy vừa hát rất là tuyệt vời. Tổng kết số điểm của Minh Khang là 69 điểm. Are you ready? Work, 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 work
Radio. Nhóm tuổi Ngọc, các bé này 5 tuổi thôi mà làm vậy đó quý vị. Rất là dễ thương. Chúng ta sẽ nghe lời nhận xét từ ba giám khảo. Thái độ biểu diễn thì rất là tốt. Tuy nhiên hơi thiếu những động tác khó. Chú Y đang thấy lúc tụi con đang trên cái sân khấu đó, chú Y cũng ngạc nhiên là tụi con có cái sự chuẩn bị, cái tâm lý để thi như vậy. Tụi con nhỏ xíu và nhảy mấy cái động tác nó rất là đều và nhiều đổi hình phức tạp. Nhưng chú Uy nghĩ tụi con có thể làm một chút xíu hơn nữa. Vì mấy cái động tác tụi con làm đẹp, nhưng mà đang mong chờ một cái gì khó hơn. Nhưng mà chú Uy rất thích cái hình cuối cùng, lúc tụi con sáng tạo cái hình chơi game đó. Cái đó rất hay. Các bé mang hình ba giám khảo. Trời ơi, bé nào mang hình anh Lê Hoàng nè. Anh Minh Nhí nè, mở ra cho trời ơi, Minh Nhí nè. Minh Nhí đẹp hơn đừng. Phương Thanh nè, các Tường kìa. Còn Vân có ý kiến gì với các bạn nhỏ không? Ôi giận à, không có hình tôi trên áo tôi không nói. Số điểm dành cho nhóm tuổi Ngọc: Cát Tường 9, Lê Hoàng 9, Minh Nhí 9,5, Vy Oanh 9,5, Don Huy Trần 9, nghệ sĩ Dân Hồng Vân 9,5 và Phương Thanh là 10. Tổng số điểm dành cho nhóm tuổi Ngọc là 67,5.